Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Tìm hiểu cuộc đời Thánh Clemente, vị tông đồ nhiệt thành dòng Chúa Cứu Thế. Các bạn thân mến, trong sứ vụ đến với người nghèo, cha Thánh Clemente rất lưu tâm đến việc chăm sóc các linh hồn nơi tòa giải tội và qua việc linh hướng. Ta chú ý đặc biệt thời gian cuối đời của Ngài tại thủ đô Viên, Áo Quốc. Vì hoàn cảnh xã hội không cho phép việc giảng dạy, cha Thánh chọn việc ngồi tòa làm công việc mục vụ chính. Mỗi ngày, Ngài dành rất nhiều giờ cho công việc cao quý này. Có khi Ngài ngồi đến kiệt sức và gục ngã bất tỉnh. Ngay giữa mùa đông băng giá, tuyết rơi, Ngài vẫn thức dậy ngay từ 3 hoặc 4 giờ sáng cho một ngày mục vụ của mình. Sau khi suy gẫm và cầu nguyện, Ngài đến nhà thờ để giải tội cho rất nhiều hối nhân đã chờ sẵn. Hầu như ngày nào, tòa giải tội của Ngài cũng chật ních. Không chỉ ở nhà thờ, Ngài còn giải tội tại nhà riêng nữa. Trong thời gian này, cha Clemente cũng làm linh hướng cho nhiều người thuộc nhiều tầng lớp và nhiều ngành nghề khác nhau. Nhờ cách đồng hành hữu hiệu của Ngài, người ta rỉ tai nhau truyền bá danh tiếng của Ngài. Và tầm ảnh hưởng của Ngài lan rộng khắp cả thành phố Viên. Vậy, Ngài có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy là nhờ vào điều gì? Trước hết, Ngài có khả năng đọc và thấu hiểu tâm hồn con người. Với tấm lòng rộng mở, một tâm trí sáng suốt, Ngài có thể nhận ra những vấn đề nơi sâu kín tâm hồn con người qua câu chuyện họ kể, qua lời họ nói, tâm tình họ chia sẻ và những cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt họ. Cảm kích trước khả năng nhạy bén các tâm hồn, có người nhận xét rằng cái nhìn của cha Clemente xuyên qua cả tấm ván. Hơn nữa, cha Clemente còn là một vị thánh. Người nào khi tiếp xúc với cha thánh cũng nhận thấy nơi Ngài có một ơn đặc biệt, một thần thái thanh thoát, thánh thiện mà người bình thường không có. Trong lúc trò chuyện hay khi xưng tội với Ngài, người ta nhận thấy nơi Ngài một tâm hồn luôn chìm đắm trong Thiên Chúa. Lúc ấy, mắt Ngài nhắm lại, tập trung lắng nghe một lúc, rồi mở mắt ra và nói đôi lời rất thân tình để trao đổi hoặc cho những gợi ý. Mỗi lời của Ngài như đi vào nơi sâu thẳm tâm hồn người nghe và để lại nơi họ một ấn tượng rất khó phai. Mặt khác, Clemente còn được coi là một người tôn trọng tính cá vị của từng người. Ngài đón tiếp, gặp gỡ và trò chuyện với mỗi người một cách khác nhau, tùy theo suy nghĩ, câu chuyện, hoàn cảnh của mỗi người mà Ngài có cách thức phù hợp để giúp đỡ. Điều đó cho thấy khả năng tâm lý và kỹ năng đồng hành thiên phú của Ngài. Ngài tin vào sự tốt lành của con người và ra sức khơi lên trong họ tâm hồn thánh thiện, đạo đức. Đồng thời, Ngài còn mời gọi khích lệ các hối nhân, nhất là những người đang chán nản, thất vọng, hãy có lòng tin tưởng, phó thác vào tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa. Dù là một người rất nóng tính, nhưng không vì thế mà Ngài có những phản ứng bốc đồng. Ngược lại, Ngài luôn kiên nhẫn, nhẹ nhàng, nhất là đối với những ai hay bối rối, bất an. Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong số kế tiếp.